Ông quý chú. Ông đem đẹp bà cả bản tố khách mạng đại tế bí thị xã mạng đại nâng bắt đầu bí thị xã chung từ đồng năng xã bình nhá nâng bây mình đọc cả bản tố cả tăng xung nốt đến đầu châm phố xã xây. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, juste avant la pause, nous avions parlé du fait que vous aviez dit devant CD, les gens de CDCAM que l'unité 17 pouvait être exterminée à tout moment. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez dit ça? Qu'est-ce qui justifiait que cette unité 17 était composée de gens qui pouvaient à tout moment être exterminés? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez dit ça? ແລະ ກំតិច ឬ ສໍາລັບ ກ룹 ເປເວລີ ນຸ ເປເລນາ ກໍ ບານ ໄດ້ ນຸ ທີ່ ກຳນົດ ຖ້າ ຍຶງ ຂບັດ ຈັ່ງ ເຄີ ຈຳລຶດ ຍົກ ឲ្យ ຊ្មោះ ຖ້າ ກອງ 17 ໄດ້ ມີ ຈຳນວນ 50 ແນັກ ນັ້ນ ແຕ່ ສົມ ບັນຈັກ ຈູນ ຕະຫຼາກາ ຖ້າ ຂ້ອຍ ມັນ ດັ່ງ ຈະ ເລື່ອງ ຂບັດ ອີ່ ເດ ຂ້ອຍ ອັດ ດັ່ງ ຄູນ ພາງ thôi càng nghe thôi là tập ta ta phèn ca khang lực đã chọn mà vous avez dit à propos de votre commandant de régiment Peng devant le CDCAM, donc il est 19.47, à la page en Khmer 000-660, en anglais 0068-0645, et en français La réunion de Wat Phnom, on ne vous a jamais dit pourquoi vos dirigeants étaient considérés comme des traîtres. Phụng phía ở đó nâng xong mình chạy tuyên thật là khá thá. Nó mong lái cái hào thá, phụng phía ở đó, rồi mơ. Cái chụp hào ở đó cái hào thá phụng phía khả đà là. Tôi quỳnh. Hai bà tọa mà tiện nâng cái ca nghệ xinh xinh nâng cái nhóm mình bàn đăng nha. Tại khả năng đã chạm thá ba ngạc đất nông cái nhóm bát. Lớp bi ผมเปิ้ลថ្ងៃឡើងទៅខ្ញុំកំណត់ថាងាប់ហើយបងអ្នកដែលដកទៅរៀនក្តីអីក្តីហ្នឹងតែលើសពី7ថ្ងៃឡើងទៅហ្នឹងມັນសូវដែលឃើញបានមកវិញទេមានតិចណាស់ដែលបានមកវិញហើយបើបានមកវិញនោះក៏មិនអោយមិននៅជាមួយយើងដែរគឺគេដកចេញដោយខ្លួនទៀតអត់អោយនៅជិតគ្នាទេ Est-ce que Eun, Vân et Peng ont été arrêtés à la même période, ont disparu à la même période? Pardon. Chmua
Nous avons dossier un certain nombre de documents, notamment le document E3/342 qui indique que le numéro 8-9-6-7 est entré à S21 le 17 février 1977. Il y a également un document E3/2285 au numéro 87, c'est une liste de S21 de prisonniers exécutés le 12 mai 1960. Je n'en étais pas encore aux IRN, mais je vais répéter les codes. E3/342, ça c'est la liste révisée des prisonniers de S21, qui comporte le nom de E1 à l'entrée numéro 8-9-6-7, et qui précise que E est entré à S21 le 17 février 1977. Tandis que le document E3/2285 au numéro 87 de cette liste de 21 de prisonniers exécutés le 12 mai 1977 se trouve le nom de Som Chun alias Peng, secrétaire du régiment 12, qui est entré à S21 le 19 février 1977. Est-ce que ces dates rafraîchissent votre mémoire sur le moment où vous êtes parti vers l'aéroport de Kampong-Chnam, c'est-à-dire que ce n'était pas avant que Eun, Kum, Peng et puis aussi Peng soient arrêtés en février 1977. เรื่องนี้ត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះទេតែលោកនៅឃើញទេខ្ញុំបានកំណត់ក្នុងចិត្តខ្ញុំថាឲ្យតែថ្នាក់ដឹកនាំនឹងចេញពីអង្គភាពចូលទៅភ្នំពេញវិញគឺខ្ញុំកំណត់ថាគេចាប់ហើយ Ma question c'est de savoir si cela rafraîchit, si les dates de février 1977 rafraîchissent votre mémoire quant au fait que vous n'avez pas été envoyé à l'aéroport de Kampong-Chnang avant février ou mars 1977, c'est-à-dire avant l'arrestation des dirigeants de la division. បាទខ្ញុំត្រូវហើយតែពេលនោះគឺគេប្របែកគ្នាអស់ហើយលែងឲ្យឃើញរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនិងយុទ្ធជនកម្លាំងរបស់គាត់ទាំងអស់នោះគឺបែកគ្នាអស់ហើយលែងឲ្យនៅជិតគ្នាហើយ Oui, d'ailleurs, vous avez dit dans votre procès-verbal E3/552, la réponse 4, vous avez dit ce qui suit. Le commandant du bataillon Son nous a informé que le lendemain, nous serions transférés à Kampong-Chnang afin d'effectuer les travaux de la construction de l'aéroport et que seulement les soldats de section et de compagnie devaient y aller. 5 GMC sont venus nous embarquer. En même temps, j'ai également vu venir 3 autres véhicules pour transporter les commandants du bataillon et du régiment, parmi lesquels il y avait mon chef, Seul. Les véhicules de mon groupe se sont avancés en direction de la route nationale 5 menant à la province de Kampong-Chnam, alors que ceux du groupe de Sun, je les ai vus se diriger vers Phnom Penh. Fin de citation.
Pourriez-vous nous dire combien il y avait de commandants ou de chefs du niveau des régiments et bataillons qui ont été emmenés dans les trois autres véhicules le jour où vous êtes partis à Kampong Chnan? Je parle de ceux qui sont partis vers Phnom Penh et pas ceux qui étaient avec vous. Khnyom samdau te leu neak dae tha chanh mau lan samdau mau ti krong Phnom Penh de mon men samdau te Kampong Chnan loj lok te ta khnie ke proman meak dae vien lan proman dae dae mau Phnom Penh tam khnyom khoeng phleu lan ta 3 lan te samdau mok Phnom Penh ai lan khnyom no mien 5 lan tam phleu lik 5 te Kampong Chnan. Et combien y avait-il de cadres dirigeants à peu près dans les trois véhicules qui partaient vers Phnom Penh? ខ្ញុំក្រាប់អត់បានទេក្នុងពេលយប់ហើយបើច្បាស់នោះគឺពេលយប់មើលមិនឃើញមនុស្សទេឃើញតែភ្លើងឡាន. J'en viens au chantier de construction de l'aéroport de Kampong Chnan. Lorsque vous avez été transféré dans ces 5 véhicules GMC vers l'aéroport, est-ce que vous avez le choix de refuser d'y aller? Vous avez le choix d'y aller ou non? Vous avez le choix d'y aller ou non? Vous avez dit une phrase qui m'intéresse. En 1976, la situation a changé. Après, je n'étais plus rattaché à l'armée. J'ai été nommé à l'unité d'examen qui devait construire un aéroport à Kampong Chnan. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez par les mots « je n'étais plus rattaché à l'armée » ? ការដែលគេបំបែកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយបញ្ជូនមកកំពង់ឆ្នាំងនៅវិលានយន្តហោះហ្នឹងគឺខ្ញុំលែងមានជាសិទ្ធិយោធាហើយមានតែសិទ្ធិជាពលករដើម្បីបញ្ចេញពលកម្មប៉ុណ្ណោះ. Est-ce que vous aviez été démobilisé, que vous n'étiez plus soldat parce que vous étiez affilié à ce qu'on appelait des traîtres au sein de la division? Qui m'a dit que je suis un peu plus de temps. Est-ce que dès lors l'unité 17 était envoyée à Kampong Chnan pour être punie, rééduquée, pour être forgée par des travaux manuels? Mình chẳng để con để cho tới ở thưa ca sầm răng hai nó bạc cầm lăng mình ấy mình ơi
ខ្ញុំមិនដឹងជារឿងក្បត់អីទេខ្ញុំអត់ដឹងតដៃតអីជាមួយនឹងគេបានប៉ុណ្ណឹងទេឲ្យមានសិទ្ធនិយាយតវ៉ាសំណពោដោយប្រការណាមួយនោះគ្មានអត់មានទេ Est-ce que vous aviez certaines libertés sur place? Ta lok mien sat sarai phiep nou leu ka than nang dai rite. Sarai phiep nou ka than bulien yon ho nang keu tha mien ko tha ban pontae vi mien kal kamnat. Ba kamnat nou kalai na keu oy kalai nang chlong. Tới khá một kháng tiết ọt bàn. Bàn này tha chộp cúc ọt trình trường. Vous avez dit à la page qui suit cette page d'identité au CBK Il y avait plein de gens qui avaient tous un statut d'ouvrier. C'était d'ailleurs tous des militaires que les Khmer Rouges destinaient à la mort, sans aucun regret. En fait, il s'agissait simplement de gens venus de deux zones, la zone centrale et la zone est. Est-ce que vous pourriez me parler du statut des gens de la zone Est sur le chantier? Vous avez dit qu'ils avaient également un statut d'ouvrier. Si vous deviez comparer vos conditions de travail et de vie avec celles des gens de la zone Est, que pourriez-vous dire? ការងារទាំងពីរភូមិភាគនឹងគឺភូមិភាគបូព៌ាស្រាលជាងភូមិភាគឧត្តរនេះអចំនេះកង17នឹងម្ដងគឺធួនធួយជាងគេ Est-ce que vous savez de quelle division provenaient les autres ouvriers sur le chantier à part votre unité de Est-ce qu'il y avait des gens de la division 450 ou de la division 170? D'où provenaient les gens de la zone Est dont vous parliez? Donc ces anciens militaires qui avaient un statut d'ouvrier. Savez-vous de quelle division ils provenaient? តែអ្នកដែលត្រួតត្រាពីលើខ្ញុំនឹងគឺប្រាប់ថាខាងនេះភូមិភាគបូព៌ាមិត្តឯងកុំទៅដំណើរហ៊ានទៅបាត់ខ្លួនខ្ញុំខ្លាចងាប់ខ្ញុំអត់ទៅទេ Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont disparu dans votre unité 17 lorsque vous étiez sur le chantier de l'aéroport? Et savez-vous pourquoi ces personnes disparaissaient? Est-ce que vous avez pu l'apprendre? L'ongdang pi mulahait nika mat kluon robo pukot arite.
khiêm ọt đăng thế. Est-ce qu'il y avait des gardes armés qui patrouillaient sur le chantier? Clam mul jim labat kamko da kampong thoka nang nai rite na jing labat nang min sot ta kamlang pu nia dai tang oh est-ce que ces gardes du sud-ouest venaient appartenir à la division 502. Est-ce que ces gardes vous surveillaient dans votre travail? Clam mul pour l'autre en venir et pour l'autre car que mon ban ne j'ai dit que ne chai ta qui d'a qu'à l'an ne chung vinh ca than de yên thuê nâng Est-ce que les gens du sud-ouest, notamment les gardes, étaient attentifs pour éviter les tentatives d'évasion? Pourriez-vous nous dire quel type de travaux vous avez dû accomplir sur le chantier et en quoi ce travail était-il pénible? Ông miền là bùa sàm và khâu phần nông mình ấy thế chun đây chun ấy nó mình ấy thế mình miền là bùa sàm đấy tại và chun thoa vay thoa vùng riêng nó cứ miền là bùa mình thôn thôn để còn làm ta vì tranh chiêm tranh ấy phần Est-ce qu'il y a eu des blessés dans votre unité, d'autres unités? Nơi con con lúc đôi con nè sinh đợt tây chiến đại ta miền nè là buôn đại thế nơi pê đại nè đặt thmo rồi còn những chun thmo chế đào ấm nấy bà con ta đặt năng chun chun mình ấy thì tại buôn buôn thằng vay bằng riệp anh nó con nhóm nó cứ trai vay bằng riệp thmo hay con sinh tiết nó cứ trở sắp nâng bay thmọc tiết trời ngủ miền sắp nâng khơi Vous avez dit devant DCCAM ni pipo ni lom at ban de
ខាងនេះគឺកងនេះគឺកងដែលគេចម្រាញ់ខ្ញុំបានជម្រាបរួចហើយថាកងនេះគឺយកទៅសម្រាប់ចោលសម្រាប់ក៏បានដែរដល់ពេលពលកម្មក៏ពលកម្មខ្លាំងដែរទៀងទាត់ពេលវេលាធ្វើការអត់មានពេលម៉ោងសម្រាប់ទេមួយព្រឹកគឺមួយព្រឹកពេលល្ងាចគឺពេលល្ងាចហើយថែមម៉ោងយប់ ពី 3 ម៉ោងទៅ 4 ម៉ោងទៀតມັນថាភ្លៀងឬអត់ភ្លៀងទេអញ្ចឹងការហូបចុកក៏មិនដិតដល់ការដេកនៅយកកម្លាំងធ្វើការក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះគឺមានការហេវហត់ច្រើន Justement à propos de la nourriture, est-ce que cette nourriture était adéquate, équilibrée, variée, de façon à ce que vous ayez assez d'énergie pour accomplir toutes les tâches pénibles qui étaient les vôtres sur ce chantier? ការហូបចុកនោះມັນគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះបាយនាមតែគេហៅថាមួយលឹងសឹងនោះវាមានតែឈ្មោះតែមួយលឹងសឹងទេប៉ុន្តែបាយនៅខាងក្នុងនោះគឺមានតិចបើយើងដាក់ចានប្រហែលជា Vous avez dit à la réponse 6 du procès-verbal E3/5/5.2, et en anglais c'est la page qui se termine par 3-4. J'ai vu qu'on transportait les malades à l'hôpital, mais je ne savais pas où ils étaient situés. Parmi ces malades, très peu sont revenus. Fin de citation. Quand vous dites que très peu de malades sont revenus, de l'hôpital. Est-ce que vous parlez des gens de votre propre groupe? Et si oui, pouvez-vous nous dire si vous avez appris s'ils étaient morts à l'hôpital? ណ៎ដែលខ្ញុំឃើញនឹងមិនមែនកងរបស់ខ្ញុំទេគឺនៅកងខាងបោពីនោះទេតែតាមផ្លូវនឹងខ្ញុំឃើញព្រោះការថានឹងវែងលោកជ្រាបស្រ້ອຍវាវងមិនខ្លីទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការនឹងឃើញឡានគេដឹកតែតែត្រឡប់មកវិញមិនឃើញទេឃើញមានមកនៅកងបោពី Est-ce que parmi les ouvriers du chantier, dans votre groupe, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient malades et qui ne voulaient pas le dire de peur qu'on les accuse d'être paresseux et donc ils continuaient à travailler jusqu'à ce qu'ils soient épuisés? អញ្ចឹងក៏ធ្វើតលតែបាក់កម្លាំងតែម្ដងទៅតើមានទេករណីបែបហ្នឹងអ្នកដែលឈឺហើយមិនហ៊ានប្រាប់គេថាឈឺទេមានដែរតែមានតិចទេយើងសាមគ្គីគ្នាជួយរត់ជួយរត់ គ្នាទៅប៉ះបើកម្លាំងមានអាហារអីហ្នឹងបំពន់ទៅសុខចិត្តយើងរំលែកចែកទៅឲ្យអ្នកដែលហេវហត់ខ្លាំងហ្នឹងឲ្យបានហាក់ប្រហែលនឹងយើងដែរឲ្យមានបានឆាប់ជាឆាប់អីដូចយើងកុំឲ្យគេថាយើងហ្នឹងមិនល្អ Vous
Ma dernière question, monsieur le témoin. Je vais lire un extrait de votre interview devant les gens de CDCAM IS19.47 à la page en Khmer 00019659-60. En français 00823159-60 aussi. Et en français 00608 06 44 et 45. Vous avez dit ceci: j'ai agi tout à fait contrairement à mon objectif initial. En effet, je voulais être soldat et combattre l'honneur pour libérer la population. Il s'est trouvé que j'ai fait le contraire de ce à quoi je tendais au départ. Vous dites avoir fait l'inverse de libérer la population. Est-ce que c'est correct de dire que vous avez, sans le vouloir, participé à un régime qui a assujetti la population? Merci, monsieur le témoin, d'avoir répondu à mes questions. Je vais céder la parole au
ពីលើទៅដល់កំពង់ឆ្នាំងដំបងតើលោកពូបានពិនិត្យមើលថាមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរទៅដល់នឹងឧទាហរណ៍ថាពីលយើងទៅដល់ឃើញមានមនុស្សច្រើនហើយឬមួយឃើញមានកន្លែងនឹងត្រូវបានគេឆាយឆោះហើយឬមួយស្ថានភាពជុំវិញនឹងយ៉ាងម៉េចដែរ Bây khi tôi đo cái bộ chân áng, khi mà thường trong cái lại kia thả, cái lại thơ viên vùng nâng, nơi đàm chơi đàm thân áo biết tập viện đây là lại thế. Hãy khi mà nghĩ mà tập hàng lệnh tới tiết đó cứ về nó vâng là vui đã kỳ trục ba khá hai. Hãy bây giờ khi mà chọc lơ làn vào ba một tỉnh, có cái hai chùm chua kê vào bài kia mình ở nơi cho mỗi khi tiết tế xem khi tiết tế cứ vào bài kia tại khi nhóm có thơ tam kỳ tử xong mình chạy chung lâu thả quyết được cái sai ở đầm rong chung ní cứ khi nhóm gặp bạn thả xong lên sai bằng chia mô ní mình mang khi nhóm thế cứ nơi phung phía nhờ đầy Minta penang. Pak Akun, cuma pil dah lupu ban cuit terdol hari, macam lupu lekang banyak mentah terdol kipai cai cikrom cikrom, yang macam ban ini terdol lupu terdol kipai lupu nur makrom. Hãy ta cầm lục phu nâng từ tuôn phía rời cách phương ấy. Chúng xong, chúng rìm lục. Mình tha tại cầm khí ông tế, cầm xây tiết và mình khóc khí ông phần mạng đấy. Tại như vậy, chấm cứ khí ông phần tuôn. Cứ kì ơi, bằng kì khí ông mà cư, đồng rạch mối, chọp mùi môn kì. Hãy khá bình nốt chạy mình to chẳng tới. Kế có chẳng ôn pháp ôi khi em tự cặp đầy tùa rư đầy đâm bột ấy khu khu nướng. Bước riêng ôi xa mà hãy hãy chạy đặc đặc thỏa nà khá lúc ấy chạy đàn ông nha rạch chẳng tới. Tạm phản khá rồi bỏ. Mê đà kì mình chia ôi thùi nướng. Bạn ở cuốn thật ta mê để cục khổng năng chỉ khí rồi bỏ lục bu tư bị lùng gán năng rưu mùi mê năng chỉ mau bị nạ sao mình chạy nạ đây mình chỉ ở khi ông thua nó cứ mọc bị nhiệt ở đây. Tại khi mà có chung kia thì hai xong mình chạy chung phong đáy bộ khi mà đáp bàn thả bộ nâng mình có khai đây. Tại mới mục chóm tại vì khắc vì dầu dừng đều là bài chào liền. Nâng chẳng hai bàn chí á dương đừng ngọt khi mình hiền mưu mục kia thì kia pra ôi thua ấy thì thua nâng thả tám mình chia ra bọc kia. Chúng nó đã là phụ lực là mạnh mẽ. Biết chìa chúng nó mối là thật ta nhận là thật mơ mộng bán hay mơ mến khmai nó miên đây thầm mạch. Thật ta có chìa khmai đôi chứng dây phía xa khmai rư môi dàng mạch. Miễn sạch chiết chưa khai ngay cả bật mẹ. Con tay kê cầm nát con bọc nhóm ní chỉ con đọc bằng bớt chứ khmang. Chẳng dừng mình hiền mưu một kỳ tế. Kê ai thua ấy thơ thua nâng.
thôi trâu ná cứ thôi trâu nâng cho các mình bàn bạn ở cuốn mình mình lúc bù bàn bị chạy hơi thà từ đó cái ao bị kỳ ao chọp ao yên chân thật ta miên ao xong rồi bị xe na môi thế tia ho thà dương từ vậy thmò thì ai miên pành hà cụ thân á mình chân ta miên xong rồi để ca pia so vạt đập hiệp nông ca nghiên này nâng đại ở đây về là thôi đây rồi chạy thọ chuyển chun thọ bay thọ cũng như thọ nó cứ khmien ấy cà pê đấy bay kriệt tới tới chấm bay chim hâu chim ấy chúng ta có chặt tục thật thọ mà đá này mình thô mình lon mót ấy đi sai tới thời tiết chư nơi tới chư đôi khi thì là bồ sơn nam còn ta mình hiên thô mình hiên mót to su chọn ru quấn bù chốt lúc bù đại bị tiếc khơi thà pil để vay thọ pil để chuẩn bị thọ nó miên kêu thân nặng ngôn ngô đo cầm rận nà đại ở thế rồi mỗi miên đo sập đại ở mình nói đã sập nâng bảy tiệt trời nó cứ miền sư rồi thằng ngày cả bảy thọ tụ nên trái tiệt mà trời nó mình mẹ dừng vài nâng nhồi nhua tội tài thế cứ cái đặt luôn tụ thọ nâng tài mà đó hay nãy đây tụ do luôn tụ đã hơi ớt rút mà vẫn toàn toát bảy thọ nâng thẹn máu chấm ngọt rồi nó không khơi nó này không hay cà phê nó tiết cái gì vậy prap to to sưng hò là ngay mình tha prap mình tha là ngay đấy ơi ta chân chân tu cứ miền cột là hai ba mình sáp có được bốn thùng hai được bốn lúc cứ do tới đây nơi có bông chăn nắng còn tại trong gian na tiết khi mà đạp mình bà này nhưng mà đằng ở quân lục bộ ta nơi biên đại miền cực nặng, giang được chưa này? Mê con rùi mùi mê cầm rùi mùi nẹt đại từ tua khâu thời nông nông cả lại nắng nữa. Ta cái chặt vị thiên là ca ca pia chỉ lẽ cả nặng ca pia ca cực nặng nắng đại ọt tạm được phù bản lực bằng bánh mình thả miền ca cổ thân nạn nó chỉ bật tỏ ca cổ thân nạn này bà lát về mà toàn nó có lực đạn về lực đạn là có tàu tàu bà làn bên mình nơi đây rung chăm nơi mình đã ấy đôi chia sát thiên chẳng khi mình là hiện tại châu mưa rứ có đòi bà khá nào mới ở mấy này bộ phê là môn máu khi ông khứ nạ nà đây tại châu mưa nạ rong cru hợp bố nạ nụ anh trao bạc luôn tại trong cái gió tao nà mình đang mặt đó, tại bắt bạt co nâng thọc đọc pi nữa, tôi chờ mơ pi nữa bắt pi nữa là sao đọc, khi ông phải nước khơi chẳng, bao nhiêu tha chờ mơ, bà má cứ bắt luôn mà đằng, bà ở cún. Pi lên lục pu tha cho mơ
khuyến bạch luôn nẹ để bạch luôn nó bàn này thà nữ còn chật lục bù nó rồi mùi nữ thằng ná bàn lục bù bàn sừng kết khơi nhà cả score nó chú bá con nâng xây bị con hiểm thế con tay con thả đã từ thời khai nâng bật to bật to này đang thả con hiểm miệng bật đây nè con nuôi miệng bật đây nè hay bật bắt tay ta xu này chẳng xu nên mình men xu cho xu ấy đang đau bật đau xu sau sau bật đau thả con bật đây bật ta nào ai con hiểm mơ cái từ lúc buồn sau bao nhiêu năm là cái giờ ta bắt nó khi nhom lì cho bà nó khi này nó khi nhom chẳng bà nó khi nhom còn nói thà nã ná tới chờ mưa nã rọ cướp nã nốt ấy thợ bắt luôn xong mình chạy chun phần năng khi nhom chọn bật chạy nơi chầm nọt môi tiết thà ta một pu để bàn thui ca nơi tin nút một pu miên bàn khơi chúng niên ca ná để kia mà chui thui ca nghe nơi khnông ca rệt than nơi bờ liên dồn ho khom bông chăn ca co sang ca rệt than nó đo thôm thề nâng tế miền chúng niên ca đấy mà bạn miền cứ chúng niên ca chân bạn ở cuốn cho chấm niên ca tiếng on không quất đăng pi ở pành hà để ruột nặng pi ca nghiền nặng đại ọt đấy và hai gì mình đăng thế bạn là mình lo lưu mọt ấy ai mình giảng có chung cá rồi khi mà thôi ca nơi chết nâng chung cá có thơ khá chẳng ai vì cái lấy nâng có mình bàn đang cực trung trùi đây ọc quấn chứ nơi tin nó miên còn này sẽ trầy đấy còn này sẽ trầy nó cái ai thuê ca nơi thằng nào đấy miền này sạt trầy nó cứ chả ra nơi hàng bầu pía nơi ngay vì trong đại tế còn ta tay đào tay thừa ca khơi miền sạt trầy nó thừa ca trả nhóm bàn đăng thả sạt trầy đằng oni mặc bộ ni hai hàng này cứ bầu pía đằng o đằng pro đằng trầy nơi hàng hàng cứ hàng đỏ hàng phụ nhóm này anh ta được phụ đăng thà khang sạch trầy để bàn thuê ca nghe nực nông ca rạch thà nốt đá ta phụ quát miên cụt nạ bì bánh hà ca nghe bỏ phụ quát để ở tế tôi đang khi ông đào bạt bàn thế bàn tay trong chăn năm chất tập của mối nó tập bạt ở mình đang tay tay nè đang chỉ cái đỏ tờ khăn na của mình đang anh nó đang này sao ta bỏ ở cái tia về sao ta nề rì đã khơi máu bạt ở linh mình đang chỉ tay nè khi mình hiện số cái này chúng lục bưu miên bàn đăng ở pì thà miên sạch trái quạt người thà quạt thui ăn thịt khét mà nên được quạt thui càng như đó à vì làm bã rồi mồi miên pành hà lại chật giằng ngá rồi mồi khang cầm lăng rồi mồi mấy nắng quạt để từ ao rồi lộ cân rồi mồi ấy nắng lộ bàn đăng ở tề
ຄືຄັນຄັນອັດທຸອັດທະຄິດອີ່ຫຍັງຂ້ອຍອັດແດລດັງອັດແດລືອີ່ຕິຕາການງານບາກດາວຕິຈະອີ່ນື້ຍັບເຈີນຄືມີໂດຍຄືນີ້ແລະຕອນທຸອັດທະຄິດຂ້ອຍກະດາວອັດບານຂ້ອຍມາດັງ Đó cũng ta lục bu nơi tí nốt vì là dương khăn nông nông kia thuê ca nắng miên cái bác vẹn ốc rung chi vực phiếp chi vực trăm này ở tế Ất miên đế Vợ tội thông cái đấy có Ất miên này Vâng cái này có ăn miệng này. Chúa bật sinh bà nông ca nghiên nâng hay miệng nhạc để hai thà quạt bật bật khóc và tia ho thà khóc thưa ơi bạn cho bạn bật kỳ ấy nâng ta kỳ chặt vào thiên ca chẳng mách hay ta miên ca về hai ta khổ sở là thôi ta cứ chặt với thiên đường ca nhàng mất nó biến ta là phu miên đằng đấy ca nghe buồn cảm bà bạn chọc đây ấy cái đây nắng rứ co nhô nhô vay thong ngọc đấy bệnh bạn đòi bà ca mà mới ở nơi xa tù bà chọc ở nơi khá ba bà nhớ nhớ ở nơi thằng play nhớ nhớ để nơi xa từ những ảnh miền tù đây ai xa là thơ xem xin tiết từ con bọc nhóm ở miền nơi đi ảnh miền bình đang chết đi ta nơi không liên dân hoa nắng vì là phụ trình đời thuê ca nắng miền tại chìa mà nơi đời thuê ca nơi không liên nắng à và hai là bằng màn đấy một từ khi nhóm tự đo được bố tích là mồm thì và hai thì tung rồi nợ và nặng đi tại đó mà trong chân nam chất tập của mối đang sang chất tập cho chúng nó bọn của chán mà nó chán hãy đoàn mà phải cần đoàn chất tập của mối đang chất tập của mối nó cứ rất là chán mẹ tên trong nào của mình đây và đã xong mình sẽ chung thả miền đặc hóa lên mà nó miền đặc hóa lên hãy xôm mình thả kìm thả kìm xôm rình rây đôi khi này bạn cầm lang ở bạn ông cún khi ban xong mà khi nông ai kia xa ai ai đọc bằng bốn sai bằng bốn này chìm lối lục phu khi bàn xua thà xua bẹp bòn ở vây để bàn lục bù bàn cho lòi mảnh mính để bẹp bòn nâng ca hai thà đôi dạ bởi dương cho lòn tới một kháng ở bàn này là cho lòn slap à nhấn á và hay ra xí nó có bàn xua và to tiết thà hơi mùi hạt ấy ban chìa nhạc từ thơ và liên dân ho nâng sạp tràn và liên dân ho nơi của bông chân áng sạp tràn ấy lục phú ban chlòi thà à nâng cứ bình chia một dường một bốt à nâng từ sạp rộng bò vía cứ thà túc
ក្រៃដឹកខំបានជម្រាបជូនកន្លងទៅហើយបើជួនណាម្នាក់កងណាម្នាក់ក្រុមណាមួយគេឲ្យធ្វើនៅកន្លែងណាគឺត្រូវធ្វើនៅកន្លែងនោះព្រោះវាមានព្រំដែនឧទាហរណ៍គេនៅខាងកើតខ្ញុំនៅខាងលិចបើកងខ្ញុំឬកងគេផ្សេងទៀតក៏ដោយឲ្យតែដោយឆ្លងកាត់ទៅកងមួយទៅកងមួយគឺគេចាត់ចាប់យើងបំបត្តិតែម្ដងតោះមានកំហុសអីកំហុសអីខ្ញុំក្រាបអត់បានទេបើបាត់គឺបាត់អត់ដែលឃើញមកវិញទេតែគេចាប់ហើយមិនដែលបានមកវិញទេលោកបានបញ្ជ
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដំណឹងបាទខ្ញុំសូមសំណួរចុងក្រោយហើយពាក់ព័ន្ធនឹងតើលោកពូបានដឹងទេនៅការដ្ឋាននឹងតើមានការមានអ្នកដែលមកទស្សនកិច្ចទាំងគណៈប្រតិភូមេដឹកនាំទាំងគណៈប្រតិភូចិនតើលោកពូបានជួបដែរអត់ទេ ខ្ញុំ អត់ ដែល បាន ជួប ផង អត់ ដឹង ទៀត បាទ សូម អរគុណ លោក ធាន ខ្ញុំ អស់ សំណួរ សូម អរគុណ លោក ពូ បាទ បាទ អរគុណ ហើយ មុន នឹង ជួប សម្រាប់ នៅ ថ្ងៃ នេះ អង្គ ជម្រះ សូម ជម្រាប ជូន ដល់ ភិក្ខុ និង សាធារណ ជន បាន ជៀប ថា អង្គ ជម្រះ បាន ទទួល ដំណឹង ពី អង្គភាព គាំពារ សាក្សី និង អ្នក ជំនាញ ថាសាក្សីដែលមានហាសនាម PTCW 866 ដែលក្រុងនឹងមកផ្ដល់តិក្កកម្មនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយគាត់មានបញ្ហាសុខភាពមិនអាចមកផ្ដល់តិក្កកម្មបានទេអង្គជំរះនឹងធ្វើសម្មនាការស្ដាប់តិក្កកម្មសាក្សីរូបនេះបន្ទាប់ពីការជួបសម្រាករបស់តុលាការប្រសិនបើសុខភាពរបស់គាត់មានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដូច្នេះនៅសប្តាហ៍នេះអង្គជំរះនឹង ធ្វើសម្មនាការស្ដាប់តិក្កកម្មសាក្សីដែលមានហាសនាម PTCCP 247 សូមអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះអង្គជំរះអរគុណលោកហ៊ីមហនដំណើរការសម្មនាការស្ដាប់តិក្កកម្មរបស់លោកនៅក្នុងឋានៈជាសាក្សីនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកឲ្យមកបន្តផ្ដល់តិក្កកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9 ព្រឹកសម្មនាការនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសម្មនាការបន្តស្ដាប់តិក្កកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9 ព្រឹកហើយឥឡូវនេះ
him horn, but a lot of the county, the light got that never job. Nung so much you got Mojo Room Samaka, the Kromo Tup Samaka, and his wing, and the Thai's eye, and the William Mong from Moon Brick. I will call by an empty Kumkang, long clone, Chunjok, and be Rup, Lok Nunji, and Lok Kim and Pond, the lot of the Kanmati Kumkang, Nay, or Water Call with Job. Number call by Nong Clone Cot, the lot of your room Samaka, wing, the Thai's eye, and one Mong from Moon Brick, some Racho.